nhiều, rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn thầy, không nói từ cấp tiểu học trung học nhưng mà cấp đại học đó, tôi đã giữ nhiều lớp ở trong nước cũng như nước ngoài, có rất nhiều thầy Việt Nam, Philippines, Mỹ, Nhật, vân vân. Nhưng mà trong những hàng trăm thầy đó, tôi thương thầy nghèo nhất, vì thầy rất rất nhiệt tình dạy học, truyền đạt những cái kiến thức rất là qua bản của thầy cho các học trò. Cái này thì cũng chuyện miễn nói nhiều rồi, các anh chị cũng đã biết rồi, các chuyện phát biểu cũng có nói lại rồi. Nhưng mà cái ngày hôm nay tôi xin nhắc thầy là cái chỗ thầy rất tận tình với sinh viên, là rất là kể với cha con. Tôi nhớ lúc mà trong 63 đó, cửa thằng đi bệnh học rồi khi tốt nghiệp đó, rồi trình dự án chỉ nữa đó, thì tôi đi thực tập ở bệnh viện Bình Dân năm ba. Lúc bệnh viện Bình Dân nó chỉ có hai thầy lớn thôi, thì ông giáo sư Trần Ngọc Ninh với lại giáo sư Nguyễn Hữu. Còn thầy Tâm thì lúc đó là ba trưởng lại rồi, thầy đó cũng bận rộn về quản lý trực tiếp dạy sinh viên đó, chỉ có hai thầy đó thôi. Mà một buổi chẳng may tôi được thực tập ở tôi có cái tập mình đã đi học tiếng tiên mấy năm rồi, thầy đó tiếp thu được cái dân chủ trong đào tạo, nghĩa thầy hướng dẫn sinh viên, rồi sinh viên được quyền có cơ hội kiến thầy. Nhưng đối với cái hệ thống giáo dục của Pháp đó, thì những năm cái đó thầy là rất có công. Ở đây nói là sinh viên nghe thôi, chứ không học được việc tập thảo luận. Bây giờ các bạn đã khác, thì do đó tôi có cái ý như thế này, thầy nên nhiệt tình rất dễ học, rất là tốt. Nhưng mà thầy nên có cái tập là khi mất hỏi hết câu này với câu kia hỏi, hỏi tả thôi, biết gì thầy bắt đầu tự tử. Thầy giữ rồi thì làm, chứ không có hình xấu. Nhưng mà tôi giữ đó, này, chứ đó là sinh viên nào cũng tự là cái giờ này để làm hẹn hỏi. Hỏi là nằm xuống đó, sao đây hẹn hỏi đâu. Bữa đó thì đừng hỏi tôi một câu. Xuất đi, xuất đi, sở sách học sinh sinh viên, tư giảm thì làm việc tiêu cũng tốt mà. Chỉ nhớ là sinh viên không gian biết đó là cái gì mình dùng cũng có một lớp là sinh viên đang dùng một lớp là sẵn chúng ta đưa biết đó. Thì thầy nói đây còn nữa là cơ bộ chí xe một xí mít thì lý thích sinh không gian tôi nhớ được công bố tên chủ đề là những bộ tên chủ đề là cái này 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 như vậy đó, để sống được như thầy con của ba tôi nữa. Thầy đủ rồi. Thì bữa trưa đó sinh viên báo lại chị thầy đủ. Nó kêu mẹ hả? Chiều tôi làm rồi, mà tôi nói cậu, cậu sao, cậu nhớ tự nữ vậy nhớ. Cái thầy không còn cậu nhớ tự nữ. Nhưng mà thầy nên có đặt mãi thầy được đi. Quý là bắt đầu tự đi. Cái đóng góp cái kiến thầy thì nhất cụ trong đào tạo mà
đó là tóc cắt thông ngành cái gãy xuống đường để con để điều trị mình chưa cắt xương chưa biết đó cái gì đó cái gì nó được nha để bắt đầu làm gì em nó đã có cái điểm trên một đường ngắn đường thẳng là đã chết rồi là người dẫn biết khi mà cứu hộ được từ đường này thì sẽ có những người dạ thôi chứ là sao cái này là tình hình rất nhiều tình hình của bọn không có ghi phúc một số người khác là ghi vô sổ là chết thì từ mấy người thì câu này thì ghi được mà những cái câu siêu này thì cũng nổi tôi xin phép nhắc lại cái chuyện tình và cái tình cha con trong cái pha trong dạy học là cái tôi nhắn thầy không nghe nói là các đường thầy đó cứ là hàng trăm thầy đó thầy đó là hàng trăm thầy thì ngày nay là để cầu siêu của thầy tôi xin phép có dài lời để tiện đưa thầy về khỏi thằng sắp tôi xin phép được giới thiệu với các anh chị có hai bác sĩ là lớp của chúng tôi là khóa Y6875 ở bên Mỹ mà qua Việt Nam để mà giúp trong cái chương trình về nhi khoa thì là nó có bác sĩ thì bác sĩ Đinh Thị Thu Quỳnh với bác sĩ Lê Quang Minh để mời anh chị đứng dậy ạ. Dạ.